Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Trong buổi chiều hôm nay, Hùng xin gửi đến các bạn một lô đất nền có diện tích là 202m, nằm tại tổ 1 thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Lô đất này cách đường Nguyễn Xiển chỉ có khoảng là 150m. Chiều ngang của lô đất này là từ bên này qua đến bên này là 7m. Và chiều dài của nó là từ ngay đây qua bên đây là 26m. Đó, 26m. Và lô đất này đã có thổ cư là 150m. 150m thổ cư. Đường hiện trạng của nó là 7m. Đây, chạy vô tới cái bức tường ngay ở đây đó các bạn. Đường hiện trạng của nó là 5m. Ô tô ra vào thoải mái. Từ ở đây, con đường đây đó, ở đường 5m đây là các bạn chạy ra khoảng 150m là các bạn sẽ đến được đường Nguyễn Xiển. Đất này rất là vuông và đẹp. Giá bán thì giá của chính chủ đưa ra là 12 triệu một mét. Đây các bạn, là lô đây 12 triệu một mét. Trong này là nó là thuộc cái vùng đồi núi ấy, người ta phân lô ra ta bán ấy, nên vị trí nó rất là cao và thoáng, không có ngập lụt, nên các bạn không có sợ ngập lụt đâu. Khu này nếu mà ở mà ngập lụt là ở dưới Nha Trang kia người ta chết hết rồi. Các bạn chạy ở đây ra đây là 150m là tới đường Nguyễn Xiển nè. Còn trong đây là tất cả các nhà nó đều san sát nhau hết rồi, khu dân cư đông đúc lắm. Vẫn trong này vẫn còn sót lại vài lô đất trống trống thôi, chứ còn ở đây là người ta vẫn thích ở đây hơn, bởi vì ở đây vào trung tâm Nha Trang thì chỉ có 4 km thôi, mà nếu ra được đường Phạm Văn Đồng thì chỉ còn 2 km, còn mà nếu mà ra đường 2 tháng 4 Nha Trang thì chỉ có 1 km thôi. Đó, Hùng xin nhắc lại là thổ cư là 150m, tổng diện tích là 250m, ngang là 7,5m, chiều dài của nó là 26m, đường rộng là 5m, ô tô ra vào thoải mái, hướng là hướng Tây Nam, gió mát mẻ, được nằm trong khu dân cư yên tĩnh, đông đúc và không có, nói chung là an ninh ở đây rất là tốt, bởi vì gần cái khu quân đội, đi ra ở đây xíu là có cái khu quân đội, ở gần đây nè. Hùng cũng hỏi những bà con xung quanh rồi, người ta nói là ở đây an ninh rất là tốt, không có hề có xảy ra trộm cắp nào hết. Bây giờ thì Hùng sẽ dẫn các bạn ra đường Nguyễn Xiển ngoài đây nha. Mời các bạn. Trong buổi chiều hôm nay thì máy điện thoại của Hùng hết pin rồi, nên Hùng sẽ làm ngắn gọn thôi. Có gì mong các bạn thông cảm, mai mình sẽ làm tốt hơn ha. Giá này là giá chính chủ nha các bạn. Chủ đưa ra cho Hùng á, chứ Hùng không có bán trên đâu. Ở đây anh chủ đó vẫn còn 3 lô ở trong khu này nữa, nhưng mà giờ trước hết Hùng sẽ làm một cái lô 202m này trước cái đã. À, các bạn nhìn xem cái nhà bên đây nè, mới vừa xây xong luôn, siêu đẹp luôn á các bạn. Mua ra. Vô ra ngoài đây là đi tới xíu thôi là nữa là tới đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển hiện trạng của nó là đường nhựa đổ dầu khoảng là 10m đó các bạn. Đây, xin giới thiệu cho các bạn, đây là đường Nguyễn Xiển. Nếu mà các bạn chạy hết cái con đường này ra khoảng 500m nữa là các bạn sẽ về ra quốc lộ 1A hoặc là nhà máy sợi, về với lại Vĩnh Phương. Còn nếu mà các bạn chạy theo con đường này, các bạn sẽ ra được
khoảng 700 mét nữa hoặc là 1 cây số thì các bạn sẽ tới được là đường 2 tháng 4 Nha Trang. Bây giờ Hùng sẽ dẫn các bạn đi về đường 2 tháng 4 Nha Trang cho các bạn xem nha. Đây là hẻm số 2 thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thừa Phương, thành phố Nha Trang. Nếu các bạn mà đứng trên đồi này, các bạn nhìn xuống dưới kia, các bạn sẽ thấy là trung tâm thành phố Nha Trang á các bạn. Đó, các bạn nhìn xem ở dưới đó, đó tất cả là đều thành phố Nha Trang hết. Giờ các bạn đi theo với Hùng. Lô đất 202m này là 2 tỷ 424 triệu nha các bạn. Xin giới thiệu cho các bạn, đây bên đây là trường trung tâm, đây là trường gì? Trường mầm non cô nuôi á các bạn, còn gọi là trường cao đẳng sư phạm Trung ương 2 Nha Trang là ở đây. Còn con đường đây là đường tên là đường Nguyễn Xiển. Còn nghe Vĩnh Ngọc Nha Trang. Đây khoảng 400m nữa là chúng ta sẽ tới được đường 2 tháng 4 Nha Trang. Bên đây là khu chung cư An Thịnh nè các bạn. Chung cư này có rất là nhiều người giàu ở, mà có tuấn từ lâu đời rồi. Xung quanh đây là hàng quán cơm, quán ăn, chợ búa. Đây quán cơm nè, quán thịt nướng nè, sữa siêu nè. Ở dưới đây là chợ nhỏ buổi sáng sớm nè. Đó, đây là chỗ bán đồ ăn chợ của người dân trong cái con đường Nguyễn Xiển này. Hãy xin giới thiệu với các bạn, đây là đường 2 tháng 4 Nha Trang. Nếu các bạn chạy ra một đổi nữa sẽ tới quốc lộ 1A. Còn nếu bạn chạy về đây là theo hướng trung tâm thành phố Nha Trang. Bên này là bến xe phía Bắc Nha Trang nè các bạn. Còn con đường này là đường Điện Biên Phủ, các bạn chạy thẳng khoảng 500m nữa là ra tới biển. Nếu các bạn đi theo hướng này thì về lại đường 2 tháng 4 Nha Trang, về trung tâm Nha Trang. Các bạn đi khoảng 400m nữa là các bạn sẽ tới chợ Vĩnh Hải, phía Nha Trang.
bên đây là làng chị em SOS Nha Trang rồi các bạn. Ở trường mầm non SOS Nha Trang á. Ở đây có cái, nếu các bạn đổ xăng thì các bạn đổ xăng ở chỗ này. Đi tới một xíu nữa là chúng ta sẽ tới được chợ Vĩnh Hải. Bên đây là đường Mai Xuân Thưởng. Con đường này các bạn chạy 500m là ra tới được đường, ra tới đường Phạm Văn Đồng, ra tới bờ biển Nha Trang. Ở đây có ngân hàng Kiên Long nè các bạn ạ. Đây ngân hàng Vietinbank nè. Bên đây là chợ Vĩnh Hải Nha Trang nè các bạn. Chợ này buổi chiều bán hải sản rồi rất là ngon. Đây là chợ Vĩnh Hải nè các bạn. Đây là chợ Vĩnh Hải. Đi một xíu nữa chúng ta sẽ tới đường Hòn Chồng. Và từ đường Hòn Chồng đó chúng ta chạy thẳng 500m là về với lại chúng ta đường Phạm Văn Đồng, ra tới bờ biển Nha Trang. Đây là chỗ bán xe. Bên đây là ngân hàng Bản Việt nè các bạn. Bên đây là ngân hàng Techcombank nè. Đây là con đường Đặng Tất nè, chạy ra biển nè các bạn. Còn bên này là ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn nè. Bên đây là ngân hàng Vietcombank nè. Còn qua bên đây là Thế Giới Di Động rồi. Giờ chúng ta sẽ đây là Thế Giới Di Động, đây là đường Hòn Chồng nè các bạn. Giờ chúng ta chạy khoảng 200m nữa là chúng ta sẽ ra tới bờ biển Nha Trang. Đây là khu Mường Thanh Viễn Triều nè các bạn. Khu Mường Thanh Viễn Triều này nằm ở hai mặt tiền, đó là đường Hòn Chồng và đường Phạm Văn Đồng. Bây giờ mình ra tới bờ biển Nha Trang rồi nè.
Giờ mình tới bờ biển rồi các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là biển của Nha Trang, đường Hòn Chồng và đường Phạm Văn Đồng Nha Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng và website bandatnennhatrang.com.vn của Hùng. Các bạn hãy nhấn một like bên dưới video và chia sẻ video này cho bạn bè cùng biết để ủng hộ Hùng với nha. Hùng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thích lô đất đó thì hãy liên hệ với Hùng qua số điện thoại 0967 269 585 hoặc truy cập vào website bandatnennhatrang.com.vn của Hùng để theo dõi và tham khảo nhiều nguồn đất cho các bạn. Cảm ơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye.